Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ tư vấn, gọi là tư vấn nha các bạn. Và trình bày một số cái hiểu biết của mình về cái kênh YouTube của mình, cũng như thông qua các YouTube kênh YouTube của các bạn. Thì hôm nay mình có nhận được một email là thông báo cái kênh mình đã được phê duyệt bật kiếm tiền từ YouTube. Thì hẳn là các bạn làm YouTube YouTube mà khi được duyệt kênh thì các bạn đều nhận được một cái thư của YouTube gửi đến cho bạn với nội dung thông báo là kênh của bạn đã được bật chức năng kiếm tiền. Thì sau khi mà các bạn nhận được email thế này, các bạn sẽ vào kênh của các bạn và tiến hành xem coi cái video của mình đã có phần chạy quảng cáo chưa. Đây mình thử chạy thử cho các bạn xem. Đây là cái kênh của mình. Thì bây giờ mình sẽ chạy bật một thử một số video. Đây. Đấy, hiện tại là quảng cáo đã chạy trên cái video của mình. Thì một số bạn thì cái kênh của mình, để mình nói trước kênh của mình trước này, mình nói kênh của các bạn nhé. Kênh của mình là mình gửi xét duyệt. Kênh của mình ngày trước là đã bật kiếm tiền, nhưng mà sau một thời gian mình không biết là cái kênh của mình đã được dịp kiếm tiền, nên sau cái thời gian năm 2017 nó bị tắt kiếm tiền và mình mới trở lại sau trong năm 2019. Đây thì thời gian mình xét duyệt cái kênh của mình là trong vòng gần 3 tháng các bạn. Thì có một số bạn bè của mình thì cũng làm YouTube, mà có bạn thì có 3 ngày, sau 3 ngày thì là YouTube đã bật kiếm tiền cho kênh của bạn ấy. Thì cái lý do mà các bạn, cái vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn là tại sao cái kênh của bạn nó không được bật kiếm tiền. Thứ nhất, mình sẽ xin chia sẻ một số nguyên nhân như thế này. Thì nguyên nhân thứ nhất là cái chất lượng, cái bản quyền của video của bạn. Thì YouTube rất là gọi là khó trong việc các bạn mà đi lấy video của người khác về làm reel, là gọi là về chế tác mà tạo thành video của mình, mặc dù các bạn không bị thông báo bản quyền. Có vẻ các bạn né đi, các bạn chỉnh sửa hay là làm gì đó mà né đi, nhưng mà cái phần này là các bạn cũng để ý cho mình. Cái nguyên nhân đầu tiên á là bạn muốn bật kiếm tiền nhanh, thì cái video của bạn là do các bạn tự sáng tạo, tự làm, không re-up của video người khác về làm. Các bạn có thể thực hiện cùng một cái ý tưởng của họ, nhưng mà các bạn phải biến hóa lên, có nghĩa chủ đề của bạn như vậy nhưng mà các bạn sẽ biến hóa lên thì nó cả ok. Còn mà các bạn làm y nguyên hoặc các bạn download về và chỉnh sửa thì nó không ok. Đây là nguyên nhân chủ đạo đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai là cái chất lượng video của các bạn. Chất lượng ở đây là chất lượng về cả cái thông tin, mà cái gọi là cái điều mà video của các bạn muốn chia sẻ cho cộng đồng là nó có ích như thế nào các bạn. Có nghĩa nó đóng góp gì cho cộng đồng hay không. Nếu mà các bạn làm đi làm lại một chủ đề nào đó mà không có cái hữu ích nào đó thì vấn đề này cũng được xem xét nha các bạn. Với lại vấn đề thứ hai là cái về chất lượng video này là cái âm thanh hình ảnh của video. Thì cái vấn đề nó cũng ảnh hưởng đến cái phần duyệt kiếm tiền của các bạn. Đấy là hai nguyên nhân. Còn nguyên nhân thứ ba nữa là cũng do một yếu tố khách quan, là người ta sẽ duyệt xong một đợt, sẽ sau có thể là các bạn kích hoạt trong cái phần bật kiếm tiền trong trong lúc mà người ta mới xét duyệt xong, thì có thể các bạn sẽ chờ trong 1 tháng và cái đợt tiếp theo và đợt tiếp theo chẳng hạn. Có một nguyên nhân khác cũng nhỏ, khá nhỏ, là các bạn kênh của bạn lắm
cái phần comment spam. Và các bạn cũng chăm tương tác cái vấn đề mà các bạn cần cũng chăm tương tác trong cái kênh của bạn. Có nghĩa là các bạn khi trả lời có những cái tin nhắn trên cái kênh của bạn, để có cái phần mục tin nhắn cộng đồng này các bạn này. Đây các bạn sẽ trả lời của nó. Còn là cái phần vấn đề chăm sóc cái người xem của các bạn ấy, gọi là khách hàng. Thì khi mà các bạn được duyệt thì có một cái dòng thông báo là xin chúc mừng là kênh của bạn đã được phê duyệt kiếm tiền. Thì những cái bước mà để bật kiếm tiền thì các bạn cũng có thể quay ở cái trên YouTube, có những cái YouTuber đã chia sẻ. Thì trong 4 bước, khi mà các bạn có một yếu tố này cũng hay khá là cần để ý, là khi mà các bạn chưa đủ điều kiện là 4.000 giờ hoặc là 1.000 subscribe thì các bạn chưa vội bật cái đến cái bần cái bước thứ tư các bạn. Rõ ràng ở đây đây có do ở đây là nó đã bật đây đúng không? Thì trong cái phần mà ở đây giả sử mình chuyển sang một cái kênh khác của mình. Đây. Rõ ràng là ở đây có 4 bước đúng không? Thì cái bước thứ tư các bạn khoan đã bật, khi nào mà các bạn đủ 6.000 giờ và trên 1.200 người đăng ký, lúc ấy bạn bật nó cái khả năng cơ thành công của các bạn sẽ cao hơn. Còn mà các bạn đủ bốn, các gọi có thể các bạn bật trước khi lúc mà chưa được đạt được 4 giờ và 1.000 subscribe thì cái vấn đề mà xem xét cũng khá lâu các bạn nhé. Thì đây mình sẽ tính tóm tắt lại là có 4 là 5 nguyên nhân, gọi là 5 nguyên nhân đi. 5 nguyên nhân chủ yếu là mình xin tóm lại là nguyên nhân là do cái bản quyền, gọi là cái phần sáng tác video của các bạn có phải là của các bạn hay không. Cái đấy vấn đề này là rất quan trọng. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề chất lượng video. Chất lượng về video có nghĩa là truyền tải thông tin của video, chất lượng về âm thanh, hình ảnh. Rồi cái vấn đề thứ ba là mình chia sẻ là cái vấn đề trao đổi cũng như là phản hồi trên cái phần cộng đồng của các bạn này, cái mục cộng đồng này. Cái vấn đề thứ tư là cái vấn đề lượng subscribe và lượng xem trong 12 tháng, các bạn phải đủ trên các bạn cứ để cho nó 6.000 với 1.200 người đăng ký là cái khả năng bật của các bạn cao hơn. Vấn đề thứ năm là cái vấn đề đợt xét duyệt của YouTube. Thì nó cũng theo từng đợt nên cũng có cái lúc nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề duyệt sớm hay duyệt muộn cho các bạn. Cái vấn đề cũng có quan trọng là cái vấn đề mà các bạn bị gậy phần bị đánh dấu gậy hay là bị thông báo bản quyền. Thì các bạn cũng khó để bật kiếm tiền nha các bạn. Có một nguyên nhân là do các bạn hướng dẫn những cái video mà crack, các bạn crack cài đặt mà crack, thì vấn đề đây là nó sẽ rất khó để các bạn được bật kiếm tiền. Đây mình có một cái hướng dẫn cài đặt đây này, YouTube sẽ thông báo cho bạn là không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo, cho nên các bạn phần hướng dẫn crack thì các bạn không nên. Đấy, hôm nay mình đã chia sẻ cái vấn đề mình biết về cái YouTube thông qua cái kênh của mình. Để mình cũng thấy là mình cũng quá trình mình chờ duyệt kênh YouTube thì nó cũng là khá lâu. Gần 3 tháng mình cũng nói chung là cũng trong thời gian cũng ấy cũng khá là lo lắng. Thì mình cũng hiểu giống như các bạn mà chưa được bật kênh YouTube.
Của các bạn cũng là đổ công sức nhiều nhưng mà chưa được bật thì các bạn cũng đừng lo lắng lắm, thì các bạn sẽ chờ, các bạn sẽ tắt những cái video nào mà liên quan đến việc cài đặt hay là re-up cái video của người khác hay là cái phần video không chất lượng, gọi là các bạn riêng tư, để chế độ riêng tư hoặc là xóa đi. Thì mình nghĩ là không lâu, trong vòng 1 2 tháng thì các bạn sẽ được duyệt kiếm tiền. Thì sau đây mình xin chia sẻ như vậy. Nếu thấy hay và bổ ích cho các bạn, nhớ like và subscribe. Chia sẻ video giúp mình để đăng ký kênh giúp mình để mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn, chúc những kênh YouTube chưa được bật kiếm tiền thì sẽ được bật kiếm tiền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.